Hello lớp, thì cái bộ lúc sáng thầy gửi cho tụi em là của tác giả này. Nay thầy sẽ vẽ lại cái tập quật của người này. Lúc mà insert vào các em nhớ giữ shift để cho nó không có bị mất cái tỷ lệ. Ở đây thầy tạo một cái layer mới ở đây, lớp nó lại tạo một layer mới đây lên. Mình sẽ vẽ dựa theo những cái line của người này. Dùng cái backender này để nhập lại với nhau đây là một số cái nét không đẹp sửa lại. Bạn bấm nút trừ nó sẽ ra cái bên trừ để trừ đi bớt những cái điểm mà mình không thích. Máy của thầy nó có show những cái not key, cái key socket cho các em xem cách để dùng cái not key như thế nào.
chỉnh mấy cái điểm lát cho nó lớn lên, làm cho đỡ nhức đầu. Còn cái 2019 này nó có nhiều option cho cái việc chỉnh hơn bản cũ, nhưng nó có 3 option, nó cũng nhỏ chứ nó không có được to như vậy. Khi nào vẽ xong rồi mình kéo nó hết qua bên này. Rồi nhớ giờ tới cái phần mình liên lạc với nó.
rút nó lại nè. Rồi city 50%. Cái này cũng vậy, trừ cái lá ha. Những đối tượng mà nó đã được vẽ draw inside rồi á thì nó sẽ lock lại, nó không cho mình vẽ nữa, nên để mà tiếp tục vẽ draw inside trên nó thì nó thằng này nó có cái đối tượng này nó đều đều được vẽ draw inside rồi, cần double click vào này đó, khi nào được chọn được cái đối tượng trong nó rồi cho mình vẽ tiếp tục được vẽ vào bên trong nó rồi. Cái màu nền này như là nó có feel một cái màu nhẹ nhẹ nữa. Khoảng toàn là cái màu vẽ em vuông. Rút lấy màu đây. Hạ xuống dưới cùng Ctrl Shift. Giống hoàn toàn luôn rồi. Đừng quên lưu file nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha.